Câu thứ bảy, Phật tử này hỏi: Kính bạch thầy, vợ chồng con hiếm muộn con, đi chữa nhiều nơi nhưng đều không được. Giờ chúng con được học Phật, con đã hiểu con cái là đòi nợ và trả nợ, nên chúng con không tham nữa và cùng động viên nhau tu học Phật. Nhưng con đã có lần vào chùa Hương xin con xin tượng cậu về thờ và cũng có thai, nhưng chỉ được vài tuần thì hỏng. Giờ tượng cậu nhỏ con vẫn để ở nhà, thầy bố thí cho con hỏi con phải làm thế nào với tượng đó, có nên mang lại vào chùa Hương lễ tạ và để tượng cậu ở lại không ạ? Con mong thầy chỉ dẫn cho con cảm ơn thầy. Thôi, chắc đôi vợ chồng này chứ khoảng tầm, nếu mà khoảng tầm 45 tuổi trở lại thì thôi không phải mang tượng cậu vào trả chùa Hương nữa. Từ giờ cho đến ngày 17, 18, 19 tháng Giêng năm Mậu Tuất à? Mậu Tuất tới đây, tức là sang năm đó, âm lịch đó, thì còn hơn tháng nữa. Thì từ giờ đến đó hai vợ chồng phát nguyện ăn chay trường và nhất tâm tụng kinh Địa Tạng. Ăn chay trường, không ăn ngũ tân, hành hẹ, tỏi, kiệu, hành tây, phát nguyện tụng kinh Địa Tạng sáng tối, sáng chiều tối, hoặc là sáng tối cũng được, mỗi ngày tụng hết một bộ, quyển thượng, quyển trung, quyển hạ đó. Và lấy cái đài giảng kinh Địa Tạng của thầy để lên trên ban thờ ấy, từ giờ đến hôm đó cứ mở nhỏ nhỏ trên ban thờ nhà mình. Rồi thành bông hoa quả thì thành tâm, múc lên 7 chén nước dâng lên ban thờ mà cúng. Đấy, qua đêm sáng hôm sau một chén ở giữa thì để ra một cái cốc riêng vẩy khắp nhà cửa trên ban thờ, phòng thờ rồi nhà cửa đi, còn 6 chén còn lại thì cho chồng để uống gì? Uống 5 chén, vợ uống một chén thôi, cho chồng uống nhiều hơn. Đó. Và đặc biệt hai vợ chồng nên ngủ gì? Ngủ khác phòng, khác giường ra. Mà nếu có một phòng thì ngủ khác giường ra. Ưu tiên vợ thì vợ ngủ trên giường, chồng ngủ dưới đất. Đấy, mùa đông này thì lạnh một chút nhưng mua là cái nệm mà ngủ. Nếu nhà chỉ có một phòng thì chồng ngủ ở dưới đất, ưu tiên vợ ngủ trên giường. Cấm tuyệt là gì? Hai vợ chồng ngủ chung giường. Đấy. Và cấm không được gì? Quan hệ chuyện tình cảm trong cái thời gian mà gì? Mà nhất tâm tụng kinh đó. Thế đến tháng Giêng có pháp hội Quan Âm, tức là pháp hội cầu an, pháp hội cầu gì? Cầu tự, tức là cầu con đó. Đó, thì cả hai vợ chồng lên mà lễ được 3 ngày là quý nhất, không thì đại diện một người lên cũng được. Lễ xong hết 3 ngày thì hai vợ chồng chọn vào cái ngày gì? Nhất tâm lên chùa Tản Viên và xin nước về mà uống cùng với uống thuốc, hoặc cái uống nước đấy không cũng được. Thì lúc đó hai vợ chồng lên xin nước xong ấy, theo kinh nghiệm thì các Phật tử họ cầu, họ đi cầu con trai đi vào ngày lẻ, cầu con gái đi vào ngày chẵn. Đi thì đi từ sáng sớm, đi rất sớm mà. Đi làm sao lên chùa Tản Viên khoảng 5-6 giờ sáng ấy. Lễ Phật lễ tổ xong, bắt đầu thì có các sư ở đó thì bạch với các thầy là chúng con xin một tí nước giếng Quan Âm để chúng con làm lễ để cầu tự, uống thuốc để làm lễ cầu tự, tức là cầu con. Thế các sư đồng ý rồi đi ra giếng Quan Âm mà múc nước, đem mấy cái can 5 lít, 10 lít cũng được tùy theo. Ra mà múc nước, múc xong đem lên trên điện chuẩn đề á, tức là cái nhà thờ điện bằng gỗ đang làm dở đó, ở trên khu trong nội viện đó. Đem vào đó đặt lễ Phật rồi đặt can nước lên trên cái ban. Ở trong hậu cung có cái ban gọi là Đức Quan, ban Quan Âm Tống Tử đó. Tất cả chùa có duy nhất có một pho tượng là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là gì? Bế đứa trẻ con. Đó là cái ban Quan Âm Tống Tử, tức là Quan Âm bế trẻ, bế trẻ con. Đó. Và đặt nước lên đó. Nếu cầu con trai thì lễ 7 lễ, cầu con gái thì lễ 9 lễ. Lễ xong thì quỳ xuống mà cầu nguyện. Nhất tâm cầu nguyện xong rồi vợ chồng mang nước đó về nhà mà uống. Cùng với uống thuốc hoặc uống không cũng được. Thì lúc đó thì bắt đầu từ tối hôm đó mới cho ngủ chung giường với nhau. Đó. Mới ngủ chung phòng với nhau. Thì như vậy nhiều trường hợp họ được. Phật tử này cũng không phải cần phải mang trả cái tượng cậu ở chùa Hương kia đâu. Đó. Lúc khi mà
Đến cuối năm là sinh được cậu con trai khôi ngô tuấn tú rồi thì lên chùa Tản Viên và vào chùa Hương mà lễ tạ, thế là được rồi, nuôi con cho tốt, chắc là được thôi, trường hợp này chắc là được thôi.